Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay trên tay của mình đây đang có một em loa mới nhất trong năm 2024 và là một trong ba em loa thuộc series Music City của hãng Calib. Loa này là em loa to nhất trong cái series này và tên của em nó là em Calib Nashville. Em loa bé thứ hai trong cái series đó là em loa Calib Detroit và em loa bé nhất đó là em Calib Austin. Thì hôm nay mình sẽ đi review chi tiết về em loa Calib Nashville. Thì để xem với những cái tính năng này, những cái công nghệ này cũng như là cái chất âm của em này thì có thể mang lại một cái trải nghiệm tại thành phố âm nhạc như là cái tên Nashville của em đó không nhé. Và đầu tiên mình sẽ đi về cái thiết kế của em loa Calib Nashville này nha. Đấy. Thì mọi người khi mọi người mới nhìn vào em các viên Nashville này á, mình sẽ thấy nó tương tự như là một em loa của hãng Marshall, nhưng mà về độ chi tiết này cũng như là cái độ tỉ mỉ này và những cái điểm nhấn cho em loa này đẹp hơn rất là nhiều, ấn tượng hơn rất là nhiều nha mọi người. Thì cái điểm mà mình thích nhất ở trên em loa Calib Nashville này á, đó là ở điểm góc này nè, nó được thiết kế là bo tròn lại nên là khi các bạn cầm một tay như thế này á, nó cảm giác là ôm tay của mình hơn, nó không bị quá bự so với tay của mình. Và bao bọc xung quanh em Calib Nashville này á là một cái lớp cao su. Thì với cái lớp cao su này á sẽ làm bảo vệ cho em loa của mình nó thêm chắc chắn hơn và cũng như là tránh được những cái vết chày xước không đáng có. Thì các bạn có thể thấy thì trên cái phần cao su này á sẽ có những cái vân, cái đường vân làm tiểu nhấn cho em Calib Nashville này. Ở phần trên của em loa này á sẽ có 4 nút nha mọi người. Đấy, thì nút đầu tiên đó là nút nguồn, nút thứ hai đó là nút Bluetooth này và nút thứ ba là bao gồm hai nút tăng giảm âm lượng. Và bên hông của em loa Nashville này á thì mình sẽ có một cái cổng USB-C. Thì với cái cổng USB-C này á thì mình có thể sạc pin cho em loa này. Và có một tính năng nữa rất là đặc biệt mình sẽ nói ở phần phía sau video. Và khi các bạn nhìn vào em Calib Nashville này, các bạn sẽ mê em đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì ở mặt trước loa có một cái thiết kế logo Calib rất là hiện đại, rất là tự do, tạo cho em Calib Nashville này một cái tổng thể rất là đậm chất đường phố. Và bây giờ đến với phần mà mọi người mong đợi nhất, đó là về phần chất âm của em Calib Nashville này. Thì tổng công suất của em này là 20W khi mà mình tới thực tế trong nhân phòng tầm 15m² đổ lại á, với ở mức âm lượng là tầm 60-70% thì em này vẫn đáp ứng cực kỳ tốt nha mọi người, với âm bass cực kỳ chắc này, lực này và cái độ bị loãng tiếng á nó được hạn chế rất là nhiều. Bởi vì cái thiết kế của loa của em Calib Nashville này là của loa toàn giải và đối xứng, tức là mặt này cũng sẽ có và mặt này cũng sẽ có, nên là về cái độ loãng tiếng thì mọi người yên tâm, nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Và âm mid của em này á, khi mình mở ở mức âm lượng lớn hơn á thì nó cũng không bị vỡ này, không bị rè tiếng này đó. Với cái chất âm như thế thì mình có thể đánh được đa dạng cái dòng nhạc, từ dòng nhạc mạnh nhiều âm bass như là IDM này, nhạc đen này, đến những dòng nhạc nhẹ nhàng hơn như là pop này, ballad này. Và phần cuối video ngày hôm nay mình sẽ nói về những tính năng này, những công nghệ mà hãng Calib đã tích hợp vào cho em Calib Nashville. Thì đầu tiên á, em Calib Nashville này có khả năng là chống nước và chống bụi chuẩn IP67 nha mọi người. Tiếp theo đó là em Calib Nashville này với công nghệ Bluetooth mới nhất hiện nay, đó là chuẩn Bluetooth 5.3. Và khi mình test thực tế thì trong tầm khoảng chừng mười mấy mét đổ lại á thì em này vẫn bắt sóng rất là tốt và hạn chế bị nhiễu. Và với cái thời lượng pin hãng công bố là khoảng 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà khi mình test thực tế ở mức âm lượng là 70-80% á thì em này có thể đáp ứng đâu đó khoảng tầm 12-14 tiếng thôi nha mọi người. Thì bên cạnh đó, đó là một cái cổng USB-C có thể hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 18W. Thì khi mình test thực tế thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi thì em loa Calib Nashville này đã đầy rồi. Và ở đầu video mình cũng đã nói về cái điểm tính năng đặc biệt của cái cổng USB-C này, thì có thể sạc ngược lại cho điện thoại của mình nha mọi người, nhưng mà chỉ trong những cái trường hợp khẩn cấp thôi. Trên em Calib Nashville này cũng có tích hợp micro đàm thoại nha mọi người, nhưng mà chỉ với có thể nhận được những cuộc gọi thường thôi, với những cuộc gọi mà trên Zalo này, Messenger này thì em này không có thể đáp ứng được. Và bên cạnh đó thì nếu mọi người muốn có tạo hiệu ứng stereo thì mình có thể kết nối thêm được nhiều loa hơn nữa để tạo hiệu ứng stereo nha mọi người. Và với em Calib Nashville này thì mọi người có thể chỉnh EQ, chỉnh bass chép này đó theo ý thích của mình và theo từng thể loại nhạc của mình trên app Calib Connect. Và với một cái dòng loa một table nhỏ gọn, nhiều tính năng, nhiều công nghệ và chất âm của nó cũng đáp ứng rất là ok nha mọi người. Nhưng mà giá hiện tại của em này chỉ 3,9 triệu thôi. Mình tin chắc rằng em này sẽ là một trong những em loa hot nhất trong năm 2024. Và nếu như mọi người có thắc mắc về em Calib Nashville này thì mọi người hãy để lại comment ở dưới nhé. Hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh Thiên Vũ. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.